Hình ảnh này ghi lại cuộc trao đổi giữa nhóm phóng viên với một nhà môi giới tiền ảo. Theo như người này thì các giao dịch được thực hiện giữa hình thức tiền, hàng, tiền. Thế thì chúng ta đầu tư thì chúng ta như thế nào thì bản chất là chúng ta là tiền, hàng, tiền. Nghĩa là chúng ta phải bỏ tiền thật ra. Đồng tiền này là đồng tiền không có sẵn. Thì chúng ta phải quy đổi cái đồng tiền thật của chúng ta ra một loại hàng hóa là đồng tiền này. Sau đó nó tăng trưởng lên thì chúng ta lại bán cái đó về tiền thật. Còn đây là hình ảnh của một cuộc hội thảo kêu gọi mọi người tham gia đầu tư tiền ảo. Những bài thuyết trình của các đối tượng tham gia thường rất hấp dẫn, với những lời hứa hẹn về số tiền lãi lớn trong một thời gian ngắn. Những manh nha đầu tiên của thủ đoạn lừa đảo huy động vốn cũng nảy sinh từ đây, khi mà cơn sốt tiền ảo đã bị đẩy lên cao. Nó trái hình giữa các hình thức khác, như là vấn đề, nó trái hình như là việc kinh doanh bao cấp, rồi kinh doanh đa cấp ấy, và có một số cái điều kiện là nó không đảm bảo cái an toàn cho người gửi hoặc là người sử dụng cái đồng tiền này. Đó lại là một cái sản phẩm đầu cơ tài chính dựa trên công nghệ. Và chính vì vậy chúng ta cũng không thể cấm đoán được 100% cái sản phẩm đầu cơ đó dựa trên công nghệ đó. Bởi vì nó được giao dịch trên cái hệ thống Internet thì chúng ta không thể cấm đoán được. Thị trường tiền ảo không bị giới hạn bởi không gian, thời gian, cũng như không bị áp đặt bởi những quy tắc về tài chính. Những vụ lừa đảo bằng cách này hay cách khác, theo các chuyên gia, chủ yếu xảy ra ở các quốc gia chưa được công nhận tiền ảo, cũng như chưa có khung pháp lý chặt chẽ áp dụng mọi hoạt động liên quan đến đồng tiền này. Vấn đề nó là phát triển ở một số nước có được đồng ý ra, nhưng cái mà thu lợi của các đối tượng này, cái trường hợp như biến tướng của nó thì lại chủ yếu thu lợi từ những nước mà chưa công nhận. Và những cái việc được công nhận và không công nhận nó dẫn đến sự bất cập về mặt pháp lý trong cái quy trình xử lý. Tôi khẳng định ở Việt Nam chưa có bất kỳ hành lang pháp lý nào để bảo đảm cho cái đồng tiền điện tử được phép giao dịch, mua bán, trao đổi, đầu tư để sinh lời hay kiếm lãi. Tại Việt Nam thì tiền ảo hiện nay là chưa được một cơ quan nhà nước đảm bảo hộ về đồng tiền này, không được coi là một loại hàng hóa. Chính vì vậy mà đây cũng là một cái khó khăn rất lớn trong cái việc mà để đưa ra những cái khung, những cái chế tài, những cái hành, để đưa những cái hành vi của đối tượng vào một cái điều khoản nào đó là cũng rất là khó. Việt Nam có những điều luật áp dụng đối với hoạt động trên môi trường mạng từ năm 2015 nhưng chưa đầy đủ. Việc đưa ra những quy định cụ thể cũng không dễ dàng khi mà các giao dịch cũng như các hoạt động khác đều diễn ra trên môi trường mạng. Do vậy, người dân cần hết sức thận trọng trước khi quyết định tham gia vào một thương vụ tiền ảo ở bất kỳ giai đoạn nào, ở bất kỳ đâu và với bất kỳ ai.